kính thưa cộng đoàn, hôm nay lời Chúa nhắc nhở tất cả chúng ta hãy sẵn sàng. Bất cứ giờ nào Chúa gọi, chúng ta đều hân hoan đến với Chúa. Đây cũng là một cái ơn rất là đặc biệt mà các cụ nhà ta vẫn nói là xin ơn chết lành. Chúng ta cứ cố gắng sống thật tốt, sống lành, chúng ta cũng sẽ được chết lành. Giờ đây chúng ta thu âm bài hát này. 2, 3, 4. Hãy sẵn sàng. 2, 1. Không biết khi nào ngày giờ Chúa đến. 3, 1. Đừng mù mê, Chúa đến bất ngờ lòng ta tay tê. 3, 4. Nào ta hãy tình thương, giờ Chúa đến rất có thể hôm nay. 2, 3. Như năm trên nữ tay cầm đèn cháy xa, như người đầy tớ chăm chỉ công việc, như năm nén vàng thu lời được năm nén ra. Ta hãy sẵn sàng trả lời Chúa hôm nay. Xin cảm ơn cộng đoàn.